Rồi, chào anh chị em. Lâu rồi Lai không có đánh bài Sobat dành riêng cho bản thân cũng như là tự healing chữa lành cho thân và tâm. Với cái việc này thì Lai thường xuyên làm. Dạo gần đây do gần Tết công việc nhiều nên là Lai cũng chưa có thời gian. Lẽ ra là một tuần Lai phải ít nhất là đánh bài Sobat một lần. Cách đây khoảng một tháng rồi là chưa làm được điều đặn mỗi tuần do là công việc cá nhân. Thì hôm nay được ngày Chủ nhật rảnh việc được nghỉ ngơi rồi thì tự healing chữa lành cho bản thân cũng như làm mới trong tâm để chào đón những ngày cuối năm này được năng lượng tốt lành trong sáng. Và bài này Lai cũng xin chia sẻ đến anh chị em, những ai mà lắng nghe được tiếng chuông này, chúng ta cùng cảm nhận thấu hiểu cái sự chia sẻ về chuông xoay Tây Tạng này, mong gửi đến những ai nghe được những dòng chảy của chuông sẽ được bình an, hạnh phúc và chữa lành trong những tiếng chuông thiền định.